Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6, sách cánh diều qua sách bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách bài tập, chương trình môn toán lớp 6, sách cánh diều, bài 7. Trong video hôm nay, các em sang bài tập số 63. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6, sách mới, được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 63. Chứng tỏ rằng câu A. Biểu thức A chia hết cho 5 và 8. Ở đây các em có nhận xét này. 5 x 8 bằng 40. Tức là cái số 40 này nó chia hết cho 5. Và đồng thời nó cũng chia hết cho 8. Vậy muốn chứng tỏ biểu thức A chia hết cho cả 5 và 8 thì các em sẽ phân tích cái biểu thức A này. Nó về dạng là 40 nhân với một số, 40 nhân với một số K nào đó. K bằng bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là phải có một thừa số là 40. Bởi vì sao? Bởi vì 40 nó chia hết cho cả 5 và 8. Biểu thức A này nó có một thừa số chia hết cho cả 5 và 8. Thì suy ra biểu thức A này nó sẽ chia hết cho cả 5 và 8. Đấy là tính chất chia hết của một tích mà các em đã được học. Trong một tích gồm nhiều thừa số, chỉ cần có một thừa số chia hết cho số M thì suy ra cái biểu thức đó sẽ chia hết cho M. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ biến đổi biểu thức A này như thế nào để đưa nó về dạng là 40 nhân với một số K nào đó. Ta nhận thấy 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 bằng bao nhiêu? Bằng 40. 3 mũ 2 bằng 9. 3 mũ 3 bằng 27. 1 cộng 3 cộng 9 cộng 27 bằng 40. Vậy là chúng ta sẽ nghĩ ra ngay là các em sẽ biến đổi biểu thức A này, đưa nó về dạng là A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D. Sau đó là các em sẽ đặt cái thừa số chung là A này ra bên ngoài như thế này. Các em áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và các em phân tích theo chiều ngược lại. Trước hết đưa biểu thức A về dạng A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D. Sau đó là các em sẽ đưa cái số A này ra bên ngoài. Bên trong là B cộng C cộng D. Thì A này cụ thể nó chính là số 40. Các em phân tích được như thế này là chúng ta đã biến đổi A bằng 40 nhân với một số K nào đó. Được chưa? Cụ thể thì chúng ta sẽ biến đổi như sau. Biểu thức A này thì nó không có nhiều số hạng cho lắm, cho nên các em cứ viết đầy đủ các thành phần của biểu thức A này ra. 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4, 3 mũ 5, 3 mũ 6, 3 mũ 7, 3 mũ 8, 3 mũ 9, 3 mũ 10 và 3 mũ 11. Rồi như vậy là biểu thức A này nó chỉ có như thế này thôi. Được chưa? Bây giờ các em sẽ chia biểu thức A này thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là đến 3 mũ 3. Nhóm thứ hai là đến 3 mũ 7. Nhóm thứ ba là đến 3 mũ 11. Cái chỗ này là chúng ta vừa nhẩm được là bằng 40 này. Được chưa? 3 mũ 4 để nguyên. 5 tách thành 4 cộng 1.
6 tách thành 4 cộng 2, 7 tách thành 4 cộng 3. Được chưa? Tương tự ở đây cũng vậy. Mũ 8 để nguyên, 9 tách thành 8 cộng 1, 10 tách thành 8 cộng 2, 11 tách thành 8 cộng 3. Đến đây thì các em sẽ áp dụng tính chất này. A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N. Và các em sẽ phân tích theo chiều ngược lại. Ở đây chúng ta có 3 mũ 4 cộng 1, tức là có A mũ M cộng N rồi. Bây giờ các em sẽ phân tích ngược lại thành A mũ M nhân A mũ N. 40 để nguyên. 3 mũ 4 thì các em sẽ phân tích thành 3 mũ 4 nhân 1 nhân 1. Để chốc nữa các em đưa 3 mũ 4 ra ngoài thì có phải là bên trong dấu ngoặc nó sẽ có số 1 xuất hiện không? Đúng không? Tương tự này, 3 mũ 4 cộng 1 thì bằng 3 mũ 4 nhân 3 mũ 1. A mũ M cộng N thì bằng A mũ M nhân A mũ N. 3 mũ 4 cộng 1 thì bằng 3 mũ 4 nhân 3 mũ 1. 3 mũ 4 cộng 2 bằng 3 mũ 4 nhân 3 mũ 2. 3 mũ 4 cộng 3 bằng 3 mũ 4 nhân 3 mũ 3. Rồi nhóm thứ 3 này các em cũng làm tương tự. 3 mũ 8 thì bằng 3 mũ 8 nhân 1. Chỗ này bằng 3 mũ 8 nhân 3 mũ 1. Chỗ này là 3 mũ 8 nhân 3 mũ 2. Chỗ này là 3 mũ 8 nhân 3 mũ 3. Được chưa? Bây giờ các em sẽ biến đổi ngược lại này. Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, các em sẽ đưa cái thừa số chung ra bên ngoài. Thừa số chung ở đây là 3 mũ 4 này. Nhóm thứ nhất là 3 mũ 4 đưa ra bên ngoài. Vậy bên trong sẽ còn lại là 1 cộng 3 mũ 1. 3 mũ 1 thì bằng 3. Cộng 3 mũ 2 và cộng với 3 mũ 3. Được chưa? Có đúng là các em phân tích thành A nhân với B cộng C cộng D không? Tương tự ở nhóm thứ hai này cũng vậy. Các em đưa thừa số chung là 3 mũ 8 ra bên ngoài. Thì bên trong sẽ còn lại là 1 cộng 3 mũ 1, tức là cộng với 3, cộng 3 mũ 2 và cộng với 3 mũ 3. Được chưa? Rồi, chỗ này bằng 40. 40, chúng ta lại viết thành 40 nhân 1 để làm gì? Để làm gì thì chúng ta sẽ hiểu ngay ra ở bước sau đây. 3 mũ 4, chỗ này các em vừa tính được có đúng là bằng 40 không? Nhân 40, đúng không? 3 mũ 8, chỗ này là bằng 40 này. Đến đây là chúng ta có A bằng 40 này, A bằng 40 này. A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D, A bằng 40. Các em sẽ biến đổi theo chiều mũi tên. Các em đưa A ra bên ngoài. Ở đây đưa 40 ra bên ngoài. Thì có phải là 40 các em viết thành 40 nhân 1. Thì khi đưa 40 ra bên ngoài thì sẽ còn lại là 1 không? 1 cộng với không? Đúng không? 40 đưa ra bên ngoài này. Thì chỗ này sẽ còn lại là 1 này. Nếu các em không phân tích 40 bằng 40 nhân 1 thì khi đưa 40 ra bên ngoài các em rất khó hình dung. Được chưa? Đưa 40 ra bên ngoài rồi thì sẽ còn lại bên trong dấu ngoặc là 1 cộng 3 mũ 4 và cộng với 3 mũ 8. Đến đây thì các em cũng không cần phải tính cái biểu thức bên trong dấu ngoặc này ra nó bằng bao nhiêu làm gì. Mà các em chỉ cần hiểu rằng chúng ta đã phân tích biểu thức A này bằng 40 nhân với một số K nào đó. Số K lúc này ở đây chính là kết quả của cái biểu thức ở bên trong dấu ngoặc này. Được chưa? Như vậy, cái tích này nó có một thừa số là 40. Chỉ cần có một thừa số là 40 thôi thì tích này nó chia hết cho 40.
chia hết cho 40, mà 40 lại chia hết cho 5 và 8. Mà 40 chia hết cho 5 và 8. Nên cái biểu thức A đó sẽ chia hết cho cả 5 và 8. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là các em sang câu B. Câu B là các em chứng tỏ rằng biểu thức B này nó chia hết cho số 31. Thì bằng cách làm tương tự như câu A, các em sẽ biến đổi cái biểu thức B này. Biến đổi cái biểu thức B này. Ở đây chia hết cho 31 thì các em phải biến đổi biểu thức B này. Nó bằng số 31 nhân với một số K nào đó. Như vậy cái tích này nó có một thừa số là 31. 31 chia hết cho 31. Vậy cái tích này nó sẽ chia hết cho 31. Được chưa? Rồi, vấn đề ở đây là các em sẽ biến đổi biểu thức B này như thế nào để cho nó xuất hiện một thừa số là 31. Ở đây chúng ta nhận xét này, 1 cộng với 5 cộng 5 mũ 2 thì có phải là bằng 1 cộng 5 cộng 25 không? 5 mũ 2 bằng 25. 1 cộng 5 bằng 6. 6 cộng với 25 thì bằng 31. Được chưa? Rồi, như vậy trước hết là chúng ta sẽ viết đầy đủ các thành phần của biểu thức B này ra. Bởi vì biểu thức B này nó cũng không có nhiều số hạng cho lắm. Cho nên các em sẽ viết đầy đủ các thành phần của biểu thức B này ra. Và các em chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 số hạng. Vì sao lại chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 số hạng? Bởi vì ta nhận thấy 3 số hạng đầu tiên của biểu thức nó cộng với nhau bằng 31. Được chưa? 1 cộng 5 cộng 5 mũ 2 bằng 31. Vậy các em sẽ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm là có 3 số hạng. 5 mũ 3, cái nhóm này số mũ bé nhất là 3. Số mũ bé nhất các em để nguyên. 4 các em tách ra thành 3 cộng 1. 5 tách ra thành 3 cộng 2. Nó tương tự cách làm ở câu A thôi. 5 mũ 6 để nguyên. 7 tách ra thành 6 cộng 1. 8 tách ra thành 6 cộng 2. Các em nhớ số mũ bé nhất thì các em để nguyên nha. Rồi, chỗ này thì các em lại áp dụng tính chất là A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N. Và các em nhớ là các em phân tích ngược lại theo chiều mũi tên. Ở đây chúng ta có A mũ M cộng N rồi. 5 mũ 3 thì các em sẽ viết thành 5 mũ 3 nhân 1. 5 mũ 3 cộng 1 tức là A mũ M cộng N. Các em viết thành A mũ M nhân A mũ N tức là 5 mũ 3 nhân 5 mũ 1 cộng với 5 mũ 3 nhân 5 mũ 2. Được chưa? Nhóm thứ 3 này cũng vậy. 5 mũ 6 bằng 5 mũ 6 nhân 1. 5 mũ 6 cộng 1 thì bằng 5 mũ 6 nhân 5 mũ 1. Chỗ này là 5 mũ 6 nhân 5 mũ 2. Rồi, nhóm thứ nhất chúng ta vừa tính được bằng 31. Nhóm thứ hai thì các em sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Các em đặt 5 mũ 3 là thừa số chung ra bên ngoài. Thì bên trong dấu ngoặc sẽ còn lại là 1 này, cộng 5 mũ 1, 5 mũ 1 bằng 5 và cộng với 5 mũ 2. Được chưa? Chỗ này cũng vậy, 5 mũ 6 các em đặt ra bên ngoài. Thì bên trong sẽ còn lại là 1 cộng 5 mũ 1 tức là 5 và cộng với 5 mũ 2. 31 này. 31 thì các em lại viết thành 1 nhân 31. 5 mũ 3. Cái nhóm này là bằng 31 đúng không? 1 cộng 5 cộng 5 mũ 2 bằng 31. Cộng 5 mũ 6. Rồi, chỗ này nhân với 31 này. Đến đây thì các em sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Đây.
Trường hợp này là B nhân A. Ở đây các em lưu ý A nhân B hay là B nhân A không quan trọng. Bởi vì phép nhân, các số tự nhiên là nó có tính chất giao hoán. A nhân B bằng B nhân A. Rồi chỗ này cộng với C nhân A, cộng với D nhân A cho nó thuận. Tức là cái thừa số A này nó ở vị trí thứ hai, được chưa? Thì khi biến đổi ngược lại, cái thừa số A này nó cũng ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất là B cộng C cộng D. Ở đây vị trí thứ nhất là 1 cộng 5 mũ 3 cộng 5 mũ 6. Vị trí thứ hai là A, tức là cái thừa số chung ấy. Thì vị trí thứ hai là 31, các em nhân với 31, được chưa? Đến đây thì các em cũng chả cần phải tính 1 cộng 5 mũ 3 cộng 5 mũ 6 làm gì. Bởi vì biểu thức B lúc này nó đã xuất hiện dạng là 31 nhân với một số K nào đó rồi. 31 nhân với một số K nào đó. Thì số K ở đây chính là 1 cộng 5 mũ 3 cộng 5 mũ 6. Chỉ cần biểu thức B này nó có một thừa số là 31, mà 31 thì nó chia hết cho 31 rồi. Biểu thức B có một thừa số chia hết cho 31 thì suy ra cái biểu thức B này nó chia hết cho 31. Vậy B chia hết cho 31, đúng không? Rồi như vậy là qua cái bài 63 này, khi người ta yêu cầu các em chứng tỏ rằng một biểu thức A hay là B chia hết cho một số nào đó, thì chúng ta sẽ biến đổi cái biểu thức A hoặc B đó nó về dạng tích của cái số đó nhân với một số K. Được chưa? Chia hết cho 31 thì biến đổi B thành 31 nhân K. Nếu chia hết cho 5 thì biến đổi B thành 5 nhân K. Chia hết cho 8 thì biến đổi B thành 8 nhân K. Còn chia hết cho 5 và 8 thì các em sẽ lấy 5 nhân 8 bằng 40. Biến đổi B thành 40 nhân K. Được chưa? Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.